Xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay tôi lại có mặt tại Yên Thổ, Bảo Lâm, Cao Bằng. Đó, ngay trước mặt chúng ta đây lại là một ngôi nhà sàn, nhìn rất là đẹp, rất là hoành tráng các bạn nhé. Đó, nếu không nhầm ngôi nhà này cũng là 7 gian thì phải, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gian chính. Đó, thôi không nói nhiều nữa, tôi thấy ngôi nhà to và rất là đẹp. Đấy. Ngay bây giờ tôi sẽ đi vào bên trong gọi là khám phá ngôi nhà, tìm hiểu về quá trình xây dựng ngôi nhà này cùng anh chủ nhà để mà chia sẻ với các bạn nhé. Thực ra tôi đã xin phép anh chị chủ nhà trước rồi. Đấy. Vì tôi thấy nhiều bạn của tôi, nhiều người xem kênh YouTube của tôi có yêu cầu tôi gọi là review quanh những ngôi nhà của bà con ở Cao Bằng để mà chia sẻ với mấy mọi người. Đấy, mọi người thích xem nhà sàn đó. Đấy, ở đây cũng có gọi là cái cột vuông và cột cột tròn các bạn nhé. Đó, nhà của dân tộc Tày ở Yên Thổ, Cao Bằng. Những cái cột rất là to, cột to đều đẹp. Đó, quay dưới sàn một chút, khám phá dưới sàn trước khi lên phía trên. Không biết họ làm bằng gỗ gì nhiều tôi không biết, nhưng mà tí tôi sẽ trao đổi cụ thể hơn, nói chuyện với chú cụ thể hơn, chú chủ nhà ấy. Đó, nếu không nhầm đây là cái cột nghiến đấy, lõi nghiến đấy, cột này rất là to. Đó, ở dưới sàn nhà rất là sạch sẽ, họ gọi là đổ bê tông, đổ bê tông sạch rồi, sạch lắm rồi, không có trâu bò ở dưới rồi. Ở phía dưới rất là thoáng mát. Đấy. Nhiều cột to lắm, cột nhỏ không có, nhưng mà một số ít thôi. Đấy. Rất là thoáng. Có thể nói coi đây là một trong những ngôi nhà lý tưởng phục vụ cho cuộc sống. Đó. Đấy, cái cầu thang, cái thang lên nhà này. Thang lên nhà ở cái khu vực gọi là Yên Thổ này, tôi thấy những cái cầu thang lên nhà, cái thang lên nhà rất là rộng, rất là rộng luôn các bạn nhé. Còn ở phía miền đông của chúng tôi thì cái thang chỉ to bằng một nửa hoặc là 2/3 của cái thang này thôi. Cái thang họ làm rất là to và rất là rộng. Đó, trước mặt chúng ta là lan can được gọi là chạm khắc, làm khá là kỳ công đấy. Đấy. Xoay từng góc một để các bạn biết được các bạn nhé. Đây. Sơn bóng. Đấy. Và hoa văn gian nào cũng như gian nào trông rất là đẹp mắt. Đấy. Vào cửa này tiếp. Wow, trước mặt chúng ta là một bộ bàn ghế. Bàn ghế rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đấy. Chị không cần phá nước đâu mà. Em quay 10 phút này em khám phá tí là đi mà. Anh giờ trưa đang nghỉ ngơi. Đấy, nên và chị. Chị ơi, thì những cái cột nhà này cho em hỏi một chút, vậy những cái cột ở đây thì bằng chủ yếu bằng gỗ gì nhỉ? Có phải nghiến không? Nghiến á? À, nghiến hết đúng không? À, nghiến. Ở giữa này mình lại làm cái kiểu này nó thoáng, nó rộng hơn nhỉ? Mình thường thường lại có cột ở đây, nhưng mà bởi khu này nó mình thiết kế kiểu như là cho nó rộng hay nó quang hay nhỉ? Nó rộng thật đấy. Nhà mình tất cả bao nhiêu cột ạ à, anh chị? À, ở đây toàn 52. À, tất cả 52 cột hết đấy. Vâng. Vâng. Bằng khen, giấy khen của anh rất là nhiều đây này. Anh công tác ở xã hay là ở à, con của anh là công tác ở xã à? À, lên lên huyện ở đấy.
Chú là hôm nay làm cái gì thì bố đang nghỉ thôi. À vâng vâng vâng. Thôi cháu xin phép lại là xưng hô bằng chú đúng không? Chú rồi. Đấy. Con của chú giải ba bí thư chi bộ giỏi. À ngày trước là công tác ở ở xã mình và Yên Thổ mình, à bây giờ chuyển lên à Thạch Lâm ạ. À. À dạ dạ là thế. Ôi nhiều giấy khen bằng khen lắm các bạn ạ. Wow. Mình làm ở nhà này tốn nhiều tiền và nhiều công sức chú nhỉ? À, nhiều gỗ. Nhưng mà gỗ này mình từ ngày trước để lại hay là cái gỗ nhà nhà cũ? Dạ. À, mua mua mới lại hết á? Mua một số là cái một số là để lại. À, một số là để lại và những cái mới là mình mua đắp vào phải không ạ? À. Vâng. Thế thợ là ở chỗ mình tự làm hay là mình thuê từ nơi khác về hả chú? Có hai thợ, một thợ ở nơi khác, một thợ ở chỗ mình. Tức là có hai nhóm á? Ừ, hai lần thợ. À, một thợ khác, một thợ làm cái này là khác. À, tức là mỗi bộ phận là mỗi thợ chuyên làm mỗi một bộ phận đúng không? Ừ. một số loại không phải là nghiến hay sao nhỉ? Cái gỗ gì cháu cũng không biết. Cái ván không phải nghiến đâu. À, ván không phải. Dạ. À, ván là có tạp hết nhỉ. Ừ. À, khó lắm. Còn cái cột à, nghiến hết không chú? Cột thì nghiến với chai. À chai à? Ừ. Chai vàng chai thì cháu chưa biết cây đấy nhưng mà chai cũng chắc họ bảo cũng cứng lắm mà đấy, chắc lắm. Ôi mình ốp vào cái sàn này à nhỉ. Đẹp thế. Khít thìn khịt luôn. Đó, chơi thoải mái. Mình làm được bao nhiêu lâu rồi chú? 25 xong ạ? Bây giờ trông vẫn còn mới nhỉ? Mới, đấy. 25 xong ngôi nhà. Chi phí các thứ thì cũng tốn công, tốn sức, tốn... Cái gỗ này là mình mua là cũng tốn rồi. Mà mình tích góp lại được nữa thì... Cũng gọi là làm được ngôi nhà này là tốt lắm ấy, hoành tráng lắm ấy. Cháu thấy cái ở giữa này chú thiết kế là... Thiết kế kiểu này rất là thoáng nhỉ? Mình tính toán thiết kế cái này tháng thật đấy. Cái gọi là cái gian ở giữa này ấy. Cái khung ở giữa này ấy. Wow. Nhưng mà cái nhà này thường xưa nó mặt thấp. Ừ. Cao một mét như là tháng tốt. Tháng hơn nhỉ. Xưa đây cột dài cắt đi. À dài quá cắt đi. Dài cắt đi còn làm thấp. Vâng, nếu mà mình thì không biết nào cái à vâng vâng, nếu mà mình nâng lên thì không nâng được vì nó cắt rồi đúng không? Nó cắt rồi thì không thể nâng được. Đó. Vâng, 50 phân là nó thoáng là bao nhiêu đấy? Nhìn nó thoáng là bao nhiêu ngày? Cái này không làm thế đâu, cái đây làm nhà từ xưa kia là toàn làm thấp thôi. Vâng, thấp nó bí xì xì luôn. Xong mình còn để ngô khoai sắn ở trên nữa chứ. Thế. Nhà trước cháu, nhà cháu bên ở quê với thế mà, ở bên Quảng Hòa. Đúng rồi, ngô khoai sắn các thứ là cho lên trên đây hết. Ở bên hiên này chú thiết kế cái gì không? Để cháu xem bên hiên ngoài này nào. À, có đường đi, à. À, tất cả đồ mình để ở ngoài này. Ngô khoai sắn là gạo các thứ thóc ở đây ấy. Tủ lạnh các thứ để ngoài này hết rồi. Đấy, bếp ở ngoài này. Ừ, bây giờ bà con làm một kiểu hiện đại đấy. Mình quay video này để các bạn chuẩn bị làm nhà sàn để học tập. Cái mô hình ở đây là một trong những tạm thời là cái ý tưởng đi. Cho các bạn để xem học tập ấy. Bếp này, bếp đặt ở ngoài nhá. Ở đây luôn bếp bà con gạt về này. Cho lên gác, mà cái gác, cái bếp nó cho gác bếp. Đồ ăn, bếp ăn là để ở ngoài rồi. Đó, rất là gọn gàng. Đấy. Sống chẳng khác gì là như một ở cuộc sống ở đô thị, ở thành phố các bạn nhá. Có đầy đủ tiện nghi. Tủ lạnh, những cái nước nóng các kiểu, nóng lạnh, rửa đồ rửa bát các kiểu là ở ngoài thiết kế hết rồi, ở ngoài hết rồi. Đấy. Như thế ở trong nhà nó mới không bị khói là một, không bị bụi bẩn. Đó. Rất tuyệt vời rồi. Đấy.
Không phải ai cũng có thể là làm được ngôi nhà to như thế. Rất là đẹp, rất là tuyệt vời luôn. Đó. Hoành tráng luôn. Chú ấy, mình làm bao nhiêu lâu thì hoàn thành ngôi nhà của mình? Trong trong thời gian khoảng bao nhiêu lâu? Hả? Làm khoảng bao nhiêu lâu thì hoàn thành ngôi nhà của mình hả chú? Làm đấy, làm ít mà. Mấy tháng không? Làm cả làm tất cả hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng. Nhưng mà thợ của họ không hay là mình thuê cả những người trong làng giúp mình nữa? Thợ trong ngoài kia kia kia. À, thợ Thạch Lâm, nhưng mà Quảng Lâm như thợ cũng phải đông chứ nhỉ? Thợ nó phải 10 mấy 20 người chứ ạ? Ôi nói chung là nhà đẹp tuyệt vời, rộng, to, hoành tráng. Đó, rất là đẹp luôn. Các bạn ơi, như vậy tôi vừa quay một video về ngôi nhà sàn ở Yên Thổ, Bảo Lâm, Cao Bằng, chia sẻ với các bạn. Các bạn có thể xem mô hình này, có thể là học hỏi kinh nghiệm trước khi làm một ngôi nhà. Đó, đấy là cái ý tưởng, cái ý của tôi thôi, ý định của tôi thôi. Đấy, tôi quay và chia sẻ với các bạn là như vậy. Đó, các bạn đang xem kênh YouTube của tôi thì hãy tiếp tục ủng hộ tôi nhé, bằng cách là bấm cái nút đăng ký ở phía dưới góc phải màn hình, sau đó bấm vào cái chuông ở bên cạnh để xem được những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn. Bye bye. Đó, đây là cái cầu thang này, xuống phía dưới rất là to này. Vừa rồi tôi cũng chia sẻ rồi nhưng mà chưa nói hết. Đó, rất là rộng. Cái thang này rộng phải tầm 2 mét đấy. Rộng thánh thang luôn. Đó, nhà vệ sinh thì thiết kế ở góc phía dưới rồi nhá. Đấy, cái kia.